Kỳ quá. Cái kẹo chết tiệt này. Thằng Khấu Xanh đâu rồi? Vào đây. Xin chào các bạn đến với kênh Hà Sam. Hôm nay mẹ mình mua cho mình nhiều kẹo quá. Mình mang đến lớp mình ăn các bạn ơi. Mình mang ra cho các bạn xem nhá. Đây này. Kẹo Chupa Chups nhiều màu sắc này, ngon lắm đây. Tiếp theo là mẹ mình còn mua cho mình một cái kẹo dẻo nhá, hình miếng cam này. Cái này ăn vào vừa ngọt vừa mát nha các bạn ơi. Tiếp theo các bạn nhìn thấy gì đấy không? Một chiếc Hubba Bubba khổng lồ. Ôi ôi thơm quá. Nhìn là muốn ăn rồi các bạn ạ. Mẹ mình thật là tâm lý, hôm nào mẹ mình cũng mua cho mình thật nhiều. Bây giờ các bạn nhá, mình phải ăn thật nhanh khỏi thằng gấu đỏ nó đến, nó nhìn thấy nó cướp hết của mình đấy các bạn ạ. Bây giờ các bạn cùng ăn với mình nha. Nhiều thứ quá, không biết ăn cái gì trước đây. Các bạn ơi, thằng gấu đỏ ấy, hôm nào nó cũng đến lớp nó lấy trộm kẹo của mình, nó còn bắt nạt mình cơ, nó cướp kẹo của mình ấy. Nên hôm nay mình đi học sớm ấy, mình phải ăn hết sạch thằng Xanh đi, còn nó cướp mất của mình các bạn nhá. Thôi mình ăn cái kẹo dẻo này trước đi, nhìn cái kẹo này nhiều màu sắc nhìn thích quá. Các bạn ở nhà đã được ăn cái này chưa? Wow, ngon quá, nhìn đã thấy thèm rồi. Quá tẩm đường này, màu xanh, màu vàng, màu đỏ và màu xanh nữa này, nhìn thích quá, ăn nhé các bạn nhá. Chua chua, ngọt ngọt, đặc biệt là rất là thơm. Ngon quá. Thế tụi thằng gấu đỏ các bạn ơi, gấu đâu rồi, lấy cái cặp này che lại nhá. Này gấu xanh, cậu ăn gì đấy? Cho tớ ăn với, nhanh lên. Tớ có ăn gì đâu, chắc là gấu đỏ nhìn nhầm rồi. Đây tớ có gì đâu. Nhầm là nhầm thế nào? Có muốn ăn cho đây không? Hay là muốn ăn đấm? Tớ không có gì thật mà, đâu có gì đâu, đây là cặp thôi, chỉ có sách vở thôi, không có gì đâu. Thế đây là cái gì? Hả? Đây không phải là kẹo thì là gì? Ơ đừng cướp của tớ, cậu đừng lấy kẹo của tớ. Đây là kẹo mẹ tớ mua cho tớ mà. Mẹ tớ bảo là mang đến lớp ăn. Sao cậu lại cướp của tớ? Thế bây giờ tớ hỏi gấu xanh nhá. Bây giờ cậu muốn ăn đấm hay là lấy lại kẹo? Hả? Thế bây giờ tớ ăn bằng gì? Ngon quá. Thế này mà giấu mình cũng còn mình ăn. Ngon thế này mà chán giấu à? Thôi nhá, ngồi đấy mà khóc đi, để gấu đỏ ăn. Hay là muốn ăn đấm? Ngon quá. Các bạn ơi, gấu đỏ cướp hết kẹo của mình rồi. Mất công mình mang bao nhiêu kẹo đến lớp để ăn. Mẹ mình đã chuẩn bị cho mình, thế mà mình mới ăn được có một tí 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 đã bị gấu đỏ cướp hết sạch thành xanh rồi các bạn ạ. Hôm nay nhá, mình phải quyết tâm đến lớp trả thù, để gấu đỏ bỏ ngay cái ý đồ cướp kẹo của mình đi nhá. Đây, hôm nay mình đã chuẩn bị được rất nhiều kẹo nổ. Các bạn biết mình sẽ làm gì với những gói kẹo này không? Mình sẽ tẩm ớt vào kẹo, mình sẽ cho ớt vào gói chiếc kẹo đấy để cho gấu đỏ ăn vào để bị cay mồm, và lần sau từ bỏ cái thói mà cướp kẹo của bạn đi nhá các bạn nhá. Bây giờ mình cùng tẩm vào các bạn nhá. Đây là chiếc kẹo mình vừa mới lấy ở trong gói kẹo ra các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cho ớt vào, mình sẽ bóc một chút ra để cho gấu đỏ bỏ ngay cái thói ăn trộm kẹo, cướp kẹo của bạn đi nhá. Đấy, mình sẽ cắt nè, mình sẽ cắt ớt. Nha, bây giờ mình sẽ cho ớt vào nhé các bạn nhá. Sẽ cho túi to to một chút nữa. Đấy, xong mình sẽ cho quả ớt này vào này. Các bạn nhìn thấy không? Cho vào, đây mình ớt mình cắt một chút rồi nhá. Cho vào, rồi mình sẽ nhơ cho trộn đều lên nhá các bạn nhá. Rồi, mình sẽ làm với tất cả các kẹo còn lại nhá. Sau đó mình sẽ đúc vào túi này. Đấy. Vậy là sau một khoảng thời gian, mình đã nhét hết ớt vào trong cái các cái kẹo ở trong cái túi này rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ dán băng dính lại để táo đỏ không nghi ngờ nhá. Đấy, dán băng dính lại như kiểu là mình chưa bóc ra đấy. Và mình chắc chắn là táo đỏ sẽ không nghi ngờ đâu, táo đỏ ham ăn lắm. Rồi, như mới luôn. Bây giờ mang lên lớp cho táo đỏ ăn các bạn nhá. Ô, gấu đỏ hôm nay bạn đi học sớm thế. Hôm nay tớ có mang kẹo cho cậu này.
kẹo nổ nhá. Kẹo này ăn vào nổ tanh tách cả trong mồm luôn. Ngon lắm. Cậu có ăn không? Tớ cho. Gấu xanh à? Đâu đưa đây cho nào. Xem kẹo ngon không? Đâu? À, kẹo nổ à? Không ai biết điều ấy. Từ lần sau cứ thiếu phát huy nhá. Nếu không muốn bị ăn nấm, nhớ chưa? Ngon đấy. Ui, ui tớ đau bụng quá. Thôi, gấu đỏ ăn đi nhá. Ăn hết đi nhá. Bây giờ tớ phải đi vệ sinh nhá. Ừ, đi vệ sinh đi. Tớ đi đây, cậu ăn hết đi nhá. Thằng này hôm nay nó biết điều đấy. Mình phải ăn thật nhanh, thật nhiều à. Hôm nào nó cũng mang kẹo đi cho mình ăn này có phải tốt không? Đỡ phải, mình phải hỏi nó mới đưa cho mình. À, kẹo nổ này, có hình gì đây? Thôi kệ, không quan tâm. À, trong này còn có cả đồ chơi. Ăn xong mình sẽ chơi đồ chơi này. Ăn kẹo đây rồi, ngon ngon quá. Ui, nhiều lắm, nhiều kẹo lắm, mình sẽ ăn từng cái một nhá. Đây rồi, nó đi vệ sinh còn lâu nó đã vào, mà vào mình cũng không cho ăn. Tuổi gì mà được ăn đồ ăn của đại ca. Ơ, sao nó lại rách ở đây rồi nhỉ? Mà thôi kệ đi, chắc là kẹo của người ta đóng lỗi. Ôi, cái này mình phải dốc tất cả mồm luôn. Mẹ nhé. Tôi chết rồi. Sao có ớt ở trong này nhỉ? Thằng gấu xanh nó lừa mình rồi các bạn ơi. Nó cho ớt vào trong cái kẹo này mình ăn phải. Cay quá. Cay quá. Cái kẹo chết tiệt này. Thằng gấu xanh đâu rồi? Vào đây. Từ hôm sau đi học gấu xanh biết tay mình. Dám cho mình ăn kẹo ớt à? Cay ơi là cay. Sưng hết cả mồm rồi à.